Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập ngữ văn 6 trang 17, sách cánh diều, bài 1, truyện, bài tập viết, câu 1. Khi viết bài văn kể lại một truyện, truyền thuyết hoặc cổ tích, không cần lưu ý điểm nào? Các em nhớ đây là không cần lưu ý điểm nào. A. Lựa chọn truyện, truyền thuyết hoặc cổ tích để viết bài kể lại. B. Xác định nội dung chính, từ đó lập dàn ý cho bài văn. C. Bám sát câu chữ, trung thành với văn bản truyện đã đọc. D. Không chép lại nguyên văn toàn bộ câu chuyện trong sách. Như vậy, cái điểm không cần lưu ý khi viết bài văn kể lại một truyện, truyền thuyết hoặc cổ tích đó là bám sát câu chữ, trung thành với văn bản đã đọc. Như vậy thì câu 1 này các em sẽ chọn là C. Khi viết bài văn kể lại một truyện, truyền thuyết hoặc cổ tích thì không cần bám sát câu chữ, trung thành với truyện đã đọc. Rồi tiếp theo câu 2, lập dàn ý cho đề văn. Hãy kể lại một truyện, truyền thuyết hoặc cổ tích mà em yêu thích. Thì các em sẽ lập lại cái dàn ý cho cái truyện, truyền thuyết hoặc cổ tích mà các em thích. Thì ở đây cô ví dụ là chúng ta sẽ có 3 phần. Dàn ý sẽ có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài thì các em cần nêu rõ tên truyện, truyền thuyết hoặc cổ tích mà bản thân yêu thích. Rồi em đã đọc câu chuyện đó ở đâu? Tình huống nào khiến em đọc câu chuyện đó? Bao quát nội dung truyện. Thân bài kể về cái sự kiện chính của câu chuyện và các nhân vật, đặc trưng tính cách nhân vật. Nêu cảm nghĩ về những nhân vật và cách xử lý tình huống của các nhân vật ấy. Kết bài, từ câu chuyện rút ra bài học cho bản thân. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập ngữ văn lớp 6 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.